Galaxy S11 qua loạt ảnh và video bản dựng hoàn chỉnh. Càng gần tới ngày được ra mắt, thông tin về Galaxy S11, chiếc smartphone cao cấp thế hệ mới của Samsung, bị dò dỉ càng nhiều. Mới đây, trang công nghệ 91 Mobiles và tài khoản Twitter OnLeaks, hai nguồn tin thường xuyên đăng tải nhiều thông tin dò dỉ chính xác về các sản phẩm công nghệ sắp ra mắt, đã cung cấp những hình và video bản dựng hoàn chỉnh về Galaxy S11. Từ những hình ảnh được đăng tải cho thấy Galaxy S11 sở hữu thiết kế tổng thể khá giống với Galaxy Note 10 ra mắt hồi tháng 9 vừa qua, với màn hình cong tràn viền dạng đục lỗ, vị trí camera nằm ở ngay chính giữa, thay vì nằm lệch một bên như trên phiên bản Galaxy S10. Mặt sau của sản phẩm cũng có thiết kế khá giống Galaxy Note 10 với cụm camera được đặt theo chiều dọc, thay vì chiều ngang như phiên bản cũ. Đáng chú ý, sản phẩm cũng không được trang bị cảm biến đo nhịp tim, tính năng mà Samsung cũng đã bỏ đi trên Galaxy Note 10 có vẻ như việc ngày càng nhiều người sử dụng smartwatch và vòng đeo thông minh để theo dõi nhịp tim nên samsung đã bỏ đi tính năng này trên sản phẩm mới của mình